Trước khi đến với hình thái cuối cùng của Nago, Fantasy, cô ấy còn một hình dạng đặc biệt khi cưỡi trên lưng chàng hoàng tử Queen, bạch mã hoàng tử mà cô hằng tưởng tượng, như nấy là con sư tử màu vàng mới đau lòng chứ. Sự kết hợp những chiếc buckle nổi bật nhất của Nago, bao gồm Beat, Boots cũng như chàng hoàng tử Queen, cưỡi trên mình sức mạnh của một con sư tử tấn công với tên Yamato cổ đại, cả hai lao vào nhau. Chuẩn bị ra đòn kết liễu, cô đã sử dụng khẩu Laser Rare Riser, nhưng không sử dụng hình dạng súng như Laser Boot, mà chuyển hóa thành một chiếc thương. Với chiếc thương trắng trên tay, cô đã trở thành một chàng hoàng tử thật sự của bản thân mình, dùng nó để xuyên phá tên Yamato cổ đại. Đây là một trạng thái đặc biệt của Nago, mặc dù không phải form, nhưng nó cũng cho cô một vũ khí mới, cũng như kết hợp cùng với người hỗ trợ của mình, song kiếm hợp bích để tiêu diệt kẻ thù.